vàng mà ở đấy bị rò rỉ rồi, thì khó có thể lấy lại thơm. Sập ra rồi hơi thở này lờ thánh cảnh, thiền lôi này cuối cùng vẫn không nở. Đây mới là tu vi thật sự của hắn sao? Thánh cảnh là ai bị hắn nhắm tới vậy? Vậy thì ác mộng bắt đầu rồi. Mò nè, muốn em chết à? À, có đẹp không? Đẹp thế cái nhìn đi, dù gì sớm muộn gì cũng là người của nàng. Nói linh tinh, mau mặc đồ vào. Nè, cho nàng xem sợ đó. Ai tìm chứ? Tiên môn sẽ đón nhận thôi. Chỉ là sau khi mở ra thì lần sau mở ra sẽ không dễ dàng nữa. Chuyện này không còn quan trọng nữa đâu. Đâu có ai biết ngươi đã từng vào. Đồng vậy, từ nàng ra thì còn ai biết chuyện này. Ý hắn là gì? Người yên tâm, ta sẽ không tiết lộ chuyện này ra đâu. Đây coi như là một lần bị răng cán thì 10 năm sợ gì thật. Có vừa rồi ta thật sự tìm mình nói thôi. Căng thẳng cái gì, ta đương nhiên biết nàng chỉ có làm thế mà. Đây là tiên lính. Đây là phí cực cổ cho nàng. Đừng có nghĩ nhiều, coi như là lấy bức tiền ta cho nàng, cho ta đi. Đây hắn mau hiểm mang về. Vậy mà lại cho ta ư? Nên nhìn lúc đó ta còn nói ra lời đó thì tao biết mấy. Cố Trường Ca. Nè. Ngươi có định đi ngay như thế sao? Tần kiến thiếu chủ. Sức mạnh này còn thờ mấy con rối thì đội đã quét sạch cho cả chư thiên cổ tộc rồi. Huống hồ ta còn có sức mạnh của mẫu thần Thái Sơ Ma Giáo mà vũ nhân tộc muốn đẩy ta vào chỗ chết. Vậy thì lấy các người ra để răng đe thôi. Chắc là đại trưởng lão cũng đã tới tiên cổ, hắn còn nợ ta một ân tình. Từ này lão tổ của cố gia ta tuy không biết lại, nhưng mà phải nghĩ cách để hắn giúp ta mới được. Mọi người theo ta vào vùng đất của vũ nhân tộc. Cố Trường Ca, muốn đánh thì quang minh chính đại mà đánh. Bỏ thiếu chủ của bọn ta làm con tin thì tính là cái gì chứ? Thả thiếu chủ của bọn ta ra. Thiếu chủ của các người. Bọn thiếu chủ chính là cái tên này. Hắn nói là muốn một lời giải thích từ thành mai trước mặt của hắn. Chủ Trường Ca, ta muốn giết người, ta phải báo thù cho Vũ Tĩnh. Dấu huyền thiếu chủ. Cố Trường Ca, mau trả thiếu chủ lại cho bọn ta. Hai kẻ mất não sao cũng khá xứng đôi. Đợi tối vậy thì trả lại cho các người nhận lấy. Thiếu chủ, thiếu chủ. Linh khí của ta trong cơ thể đang bị bạo loạn. Đã ghét Cố Trường Ca đã làm gì ta? Chân lẽ thiếu chủ à, chuyện tới nước này thì ta sẽ mang người giết cả tộc Vũ Nhân. Ây, sao chứ gì là giết cả tộc rồi? Phải chấm trước cho người ta khác chưa? Cho ta nên cho chúng một cơ hội. Nếu như còn không hiểu chuyện nữa thì cho chúng tự tan sát lẫn nhau là được rồi. Không tệ, không tệ mà. Thủ đoạn như vậy là thiếu chủ của cố gia ta phải như vậy. Hòa nhiên không phải người một nhà mà, cũng không cùng một môn phái. Lão tổ, nội ứng của Vũ Nhân tộc chắc chắn là cường giả cấp chí tôn nhỉ? Nếu như hắn cứ vào trong như thế, nhưng nhìn dần về thâm hiểm của tình đó, chắc là vẫn còn có thủ đoạn gì đó khác. Mọi người của Vũ Nhân tộc nghe đây, đây là cơ hội cuối của các người hôm nay. Hoặc là đầu hàng, hoặc là chết. Cố Trường Ca chúng ta chỉ là nửa khứa ước của ngoại giới, còn ra tay tính toán với tiểu bối người thôi. Ngươi tưởng bọn ta không dám ức hiếp à? Cái đám người này mà muốn đánh lùi bọn ta, người điên nổ mớ à? Đối với việc có viện của tộc ta, đến giờ của tộc thì vẫn chưa trả lời. Đây chính là muốn cho chúng ta xuất binh xuất mã ra trước. Đáng chết mà, còn phải vô chân lông lệnh của hắn hay sao? Nếu những hoàn hảo thì chỉ sợ rằng lại có lời mời của lão tổ xuất hoàng thôi. Cũng là loài mọc cánh, cá tộc khá thiền ứng còn không thông minh hơn các người nhiều. Giết! Cố Trường Ca, dù nay Ngọc Thạch bị thiêu hết thì cũng tuyệt đối không làm hỏng uy danh của tộc Vũ Nhân. Giết tiêu thự, giấu tình và thiếu chủ của tộc Vũ Nhân ta, lấy mạng để điền đi. Ngọc Thạch thiêu hết, sợ rằng cái người cũng không có bản lĩnh này. Cảnh giới thì cũng không thắng, đúng lúc ta sau khi ta đột phá thì vẫn chưa động thủ lúc nào. Để ta lấy các người ra để rèn luyện lại. Thánh khí chiến kim lưng, chỉ tôn bạo khí.
Do chẳng lẽ tiểu tử này là muốn một mình đối đầu với các cường giả vũ nhân tộc sao? Với cảnh giới quán sao lại biết lão phụ đã trốn vào đây? Vẫn là lão phụ sơ xuất rồi. Một đám rùa rụt cổ bảo tiểu bối ra đây chịu chết, đúng là đám các người. Cố Trường Ca đáng chết nguy, một máu mười là tổ tông. Hai lựa chọn thôi, hoặc là thuần phục, hoặc là ra tay với ta, sau đó là bị giết. Chuyện xấu nào ngươi cũng làm, tâm cơ tính toán sẽ không có kết cục tốt đâu. Lời này có mổ không dám tin theo, rõ ràng là các người có ý đồ giết ta, thế nên mới mời cả Long tộc tới. Hôm nay bị ta phá thế cục này, giờ sao có thể vừa đánh vừa vô hại ta chứ? Cố Trường Ca, cháu gái của lão phụ đã chết thảm ở trong tay ngươi, giờ thiếu chủ vũ nhân tộc của bọn ta đến mắng rồi, vẫn chưa đủ hay sao? Vậy mà ngươi lại cố chấp ép người, ép cả lão phụ ngươi cũng tin. Dạ, nói ra nói vào thì mấy cái lão già các ngươi còn không dám ra tay, muốn thu dọn tàn cục này bằng lời nói sao? Chư vị tộc số gì cũng là người tu luyện mấy chục vạn năm, lá gan của mấy người đúng là nhỏ bé, đừng có lãng phí thời gian của ta, chỉ bằng các ngươi tự vẫn đi. Ui, dừng tay, đừng có làm theo thế này. Vậy là các ngươi không ra tay thì ta không có sáo đâu. Cố già tàu hổ, đừng có mà được nước lần tới. Là lão tổ, tham kiến lão tổ. Một vị chuẩn chí tôn ít nhất cũng phải có tu vi tam trọng thiệt, nhưng lão tổ tính rồi, tốt quá, chúng ta chuyển bại thành thắng rồi. Lần này Cố Trường Ca thua chắc rồi. Nhĩ tộc nhân của ta, hủy cả đất tộc ta. Nếu như bổn tọa đã xuất hiện thì cố già các người cũng nên có lời giải thích rồi. Nếu không, ta sẽ bất cẩn đúc ngươi thành trò một. Là thứ một phụ huynh tu thiên giới một năm một mùa tới đây có vui à? À là tổ à, á hít ta, con bảo cố gia ta phải cho á một lời giải thích, con nói là muốn đúc cố chủ gia thành trò nữa. À, cái gì? Cố Trường Ca cũng có lão tổ tới u? Lão tổ à, ta đánh không lại ả, thành danh của cố gia giao cho người bảo vệ đó. Hả? Tiểu tử này đang tính cố ta. Hóa ra là Nam Sơn lão tổ, Trường Ca từ nhỏ đã ngưỡng mộ ngày lắm. Chỉ là lão tổ bế quan có mấy chục năm mà Trường Ca thật sự là không có duyên gặp. Cổ Nam Sơn trước khi bế quan là đế cảnh rồi. Tham kiến lão tổ. Thì tớ người được lắm đó. Lão tổ quá khen, vô di chuyện này cũng là người phần phó, Trường Ca chỉ làm theo thôi. Lão tổ cố già, tại sao trên người người lại không cảm nhận được một chút ý lực của chí tôn nào, giống như cái đầm bồ đấy vậy? Đây chính là lão tổ của cố già, trông có vẻ không giống một vị chuẩn đế. Chẳng lẽ chỉ là một chi tồn, có lẽ còn thờ một vị lão tổ khác nữa, chúng ta mới có phần thắng à? Chắc là tiếp theo Trường Ca sẽ ở đây thơm chuyện phiền phức cho người rồi. Còn giờ thì Trường Ca cáo lui trước nhé. Đến lúc đó ta sẽ tính sổ với người. Người chính là lão tổ của vũ nhân tộc, chắc còn là một chuẩn chi tồn nữa, cũng ra lĩnh phạt đi. Lĩnh phạt? Vũ nhân tộc ta không phải thế lực thuộc hạ của cố già người. Càng người ngang tàn bá đạo gì thế, không sợ khiến cho tiên tổ đại nộ sao? Đó là lão tổ của cố già cũng tới rồi, sợ rằng không lâu nữa sẽ có đại chiến rồi. Ngang tàng bá đạo à? Không phải các người dùng thánh khí để mưu sát thiếu chủ cố già ta trước sau? Hàng vạn năm nay cố gia ta chưa từng bị ai tính kế, các người dựa vào đâu chứ? Hả? Vậy tiếng người ta thành to bụi trước nhé. Tiểu tử khốn kiếp, thấy sức mạnh của lão phụ chưa, còn dám tính có ta. À, nhìn rồi, lão tử tối vô địch mà, cứ thấy vô sòng, thân thể rõ rệt y chấn tám phương. Ừ, ngó tay một cái đã đánh, con có ý lực như vậy, chẳng lẽ đã tấn thăng tàng tiên rồi? Nè, tên còn lại gọi hắn ra đây đi, ta thu phục luôn một thở. Ừ, ta. Ừ? Khốn kiếp mà, cái đám tiểu bối đáng chết này. Và chạy mau lên, nhân lúc hắn còn chưa đuổi tới thì đi tìm Long tộc lãnh nạn. Nè, chạy cái gì mà chạy? Hả? Trường sinh cô già, một lão tổ đã hết đủ diệt cả vũ nhân tộc. Ta nghe nói lão tổ của cố già không hề ít.
Ta biết ngay là không thả hắn ra mà. Tiên cổ di tộc đã không còn phồn thịnh như xưa, sao có thể chịu được sự dày vò của hắn chưa? Đó, ngươi nhìn các người xem, sớm biết thế này vì gì phải khởi đầu chứ? Giờ thì các người thần phục hay là thần phục mà bốn tá thần phục làm nô bộc, chỉ sự chi bảo của trường cả tiên chủ kích chết không từ. Được thôi, cố trường gà ta tự bi với mọi người lắm mà. Ta sẽ cho các người một cơ hội, nhưng mà ta còn các người thuần phục và đưa ra một bản án ghi chi tiết lên đây. Cái này... Không ngờ hắn lại bắt bổ nhân tông tàn sát lẫn nhau. Tên tiểu tử này đúng là một tên xấu xa trời sinh. Ở sau trận diễn, tên của cố trường ca trở thành sự tồn tại bất biến đối với nhiều tu sĩ. Nhiều canh giờ sau, tiền môn xuất hiện, có lẽ bên trong sẽ có cơ duyên thành tiên. Một, đừng có bỏ lỡ cơ hội. Cướp đi, cướp đi, đồ tốt sớp đã bị ta lấy hết rồi. Cố, cơn giận của lão tổ sẽ nhanh chóng chiến về người ta. Nhưng mà ý lực của ngài ấy thì ta vẫn cần tiếp tục lợi dụng. Tì nhì nhất mạch không hỗ trợ ta, ta phiên nghĩ cách thôi. Có rồi. tì nhì à, thấy công chúa của Hải Vườn chủ vì ngươi mà chết đó. Chuyến này cái gì đã vất vả rồi. Không dám, thuộc hạ chỉ là làm việc bằng trách nhiệm. Thiếu chủ có ý ám chỉ thì chúng ta làm tốt việc. Nên đối thiếu chủ có trọng, chúng ta nguyện vì biển già cũ mà lên núi đá biển lửa. Tốt lắm, về thiên tiên đạo cùng. Vô thượng đỉnh. Công tử, lần này đi có thuận lợi không? Trước đây con có thể thấy được sự nguy hiểm trên người ngài, nhưng mà giờ lại bình đạm như thường, chắc là tu vi đã thăng tiến rồi. Thiên phú của cố công tử vô cùng hiện thấy, giờ thực lực e rằng cũng không kém hơn ta. Diêm cờ, đúng lúc ta có việc cần người đi một chuyến. Công tử xin cứ phân phó. Hả? Không cần phải như vậy. Ta cần người giúp ta tìm tung tích của mấy người. Công tử muốn tìm người? Đúng vậy, họ mất tích ở một nơi trên thế giới này. Đã mười mấy năm rồi, về sau ta cho người tung tin tức của họ ra, giao cho người xử lý. Nào, đây là phá giới bùa, mọi chuyện phải cẩn thận đấy. Phá giới bùa, đây là thần vật giữ mạng vô cùng hiếm có. Nếu như người chết thì ta thật sự cảm thấy rất buồn và tự trách. Công tử, lá bùa giá như thế này, vậy mà công tử lại cho ta nhiều như vậy. Cô công tử, quả nhiên là thật lòng đối đãi với ta. Công tử yên tâm, Diễm Cơ sẽ không phải phụ vào ý thác của công tử. À, ở đây từng là tộc địa của thái cổ tôn gia, bây giờ lại bị tàn phế thế này. Hết cách rồi, vì chúng đã tội với thái ma sườn. Được có nhắc đến cái tình đó chứ, ngươi không còn mạng nữa hay sao? Chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì thế? Đó là... Hải Dương Cung. Thế trận này họ muốn làm gì? Ngày sư huynh tự tiên tổ quay trở về nói, thất công chúa của Hải Vương Cung đã chết. Hình như chuyện này có liên quan tới cố gia, chả còn phải vì báo thù đại chưa? Tì nhì thế nào rồi? Có hài lòng với khẩu báu của võ nhân tộc hay không? Tì nhì à, chuyện này đi tiên cổ thương hòa được phong phú, người phải cảm ơn lão tổ của người thật đàng hoàng đấy. Vâng, lão tổ tốt với tiên nhi nhất, ta ứng lão tổ. Đương nhiên sư tôn cũng vô cùng tốt. À, nhà đầu này. À, cùng ngồi đại trưởng lão và lão tổ quay về. Ê, đang vui. Có trường ca, người ở đây làm cái gì? Đương nhiên là trường ca tại đây để đón trưởng lão và lão tổ trở về rồi. Tần tiên cũng muốn xem tiền nhị tu hành có trì trợ gì không. À, mới một con tường vàng không thấy tiền nhị tu vi đã thăng tiến không ít. Vì huynh cũng cảm thấy được ác quỷ đó. Liều liều. Tiền nhị vẫn bị chuyện hồn đó mà oán hồn vì huynh sao? Lúc ta bằng tư muội đã tự mình giết tận vô lượng hải rồi. Đâu có giống người, gặp công chúa của Hải Vương cũng không đối phó được. Cố trường ca, người bất vợ bất vị đi. Lão tổ áp chết tư vị của hắn đi, tiền nhị muốn đánh vào miệng hắn. Tiền nhì đã có nghĩ lão tổ chống lần thì có thể bành trướng. Mượn ý lực của người khác cũng chẳng phải là chính đạo. Đừng có phụ nỗi cổ tầm của quỳ quỳnh nhé. Hả? Người nói câu này mà không biết đỏ mắt hay sao? Thì tớ của lão tổ của vua nhân tộc còn chưa lệnh đâu. Lão tổ à, người xem hắn đi. Tiền nhì à,
Tuy tiểu tử này hơi khốn kiếp nhưng mà hắn nói là đúng là đạo tổ à, trước đây không phải người đã đồng ý với con rồi hay sao? Sao giờ lại thiên vị hắn chứ? Lão tổ cũng bị tốt cho con thôi. Xem ra ân oán cho hai người cũng không sâu tới mức như trước đây ta biết. Vậy đương nhiên thì lão phụ cũng không mong huynh đệ của hai người đấu đá rồi. Với lại thực lực của tên cốt trường ca này đến ta cũng không nhìn rõ được. Nếu như mà đỡ đánh với hắn thì ngươi chịu thiệt có nhớ đầu này thôi à. Tiền nhị à, có biết bây giờ Hải Vương Cung đang làm cái gì không? Hải Vương Cung chắc không phải là muốn tới báo thù ta đây chứ? Nhưng mà do ngươi giết mà. Chuyện là do ngươi mà ra, người ta thì cũng do ngươi mà giết. Giờ chắc chắn là ngươi càng không thể đoán được rốt cuộc là vì Quỳnh đang hại người hay là đang rèn luyện cho người đâu nhỉ. Nhưng thế này cũng tốt. Ôi cái tên này khắp người toàn là mùi tanh thúi này, vì vượt quá phiền hơn cái cốt trường ca nữa. Chưa có lần này tới còn một chuyện còn bàn với trường lão. Lại với trò gì nữa đây? Đại trường lão tương bảo vệ tiền cổ, nhưng mà bây giờ tiền môn lại xuất hiện, các cường giả đều đổ số về, tiên cổ thì biến động, có lẽ sẽ hỷ hội cả một triều đại. Người này tiên cổ chưa được thống nhất thì ngày nào đó còn hỗn loạn, chuyện này đối với thiên đạo tiên cung sao lại không phải một cơ hội chưa? Người còn không biết ngài mà nói à? Người nghĩ biến động này là do ai? Kẻ đầu sói tội ác là người đó, đạo thiên tiên cung cũng không nhúng tay vào bất kỳ một chuyện tranh đấu thế lực nào, đây là tông chí từ suốt trường lái. Ấy, nói ra thì hình như là đại trưởng lão vẫn đang nợ ta một ân tình đó. Thì nhì à, nói cho cùng cũng là người của cụ già. Đại trưởng lão mà muốn tốt cho nó thì phải nghĩ đến vợ ý kiến này của ta đi. Cố trường ca, ngươi đừng có mà lấy ta ra để làm khó sự tồn ta. Chắc chắn là người lại có ý định xấu xa gì rồi. Người đã y phép lão phù sâu. Cố trường ca không dám. Trường ca chỉ muốn nhắc nhở đại trưởng lão về thân phận của tiền nhì thôi. Mong trường lão suy xét. Đại trưởng lão không dám thống trị cả tiên cổ thì đương nhiên là có mối lo vừa thân phận, nhưng mà trường ca lại không có. Được, hóa ra đợi ta là vì chuyện này à? Ngươi nghĩ giờ lão phu muốn làm cái gì nhất? Có trường ca, ngươi tên là vô sĩ. Chết đại trưởng lão hiểu lầm ý của ta rồi, lão tổ không giúp trường ca nói đỡ sao? Chắc là lão tổ cũng đang bàng hoàng đứng nhìn đại trường. Khẩu khí ngươi thật là kiêu căng. Dựa vào ngươi trẻ tuổi như người thì sao mà thống trị được các tộc tiên cổ? Dù ý vào thân phận của người thì cũng không được. Đó chính là chuyện trường ca phải suy nghĩ. Trường lão không cần phải lo lắng. Muốn lão phù đồng ý với người cũng được. Nhưng mà người phải thề, từ nay trở đi không được dùng các thủ đoạn để hại tiền nhì nữa. Ngoài ra, các cố gia nhà người cũng phải thừa nhận tiền nhì. Chị Tụng, ai không biết vì sao cũng luôn cảm thấy người bên cạnh đều đang có ác ý với ta ấy. Rốt cuộc là người có đồng ý hay không? Thế sao? Ta sẽ mãi mãi bị người khác kìm hãm, không thể chống lại. Mà người ta có thể tự tung tự ác, dù lấy đi mạng ta. Điều kiện này của trường lão đúng là quá đáng, mong tứ chất trường cấp với suy xét thơm. Yêu cầu này đúng là không đơn giản. Nếu ngươi không đồng ý thì lão phụ có thể hiểu được. Chỉ là chuyện của tiên cổ. Vốn là ta nên thờ trước, không ngờ tiểu tử này cũng có ngày hôm nay. Nhưng mà nếu như người này là tiền nhì thì yêu cầu này ta đồng ý. Đại trưởng lão chỉ vì tiền nhì mà thôi mà đã bảo vệ về cho, thậm chí cũng không tiếc làm trái lại tôn chỉ. Ta thân là trưởng huynh của tiền nhì, chỉ mỗi vị thề thì có gì sao đâu chứ. Cố trường ca ta thề từ nay về sau sẽ không dùng bất cứ một cách nào để tổn hại cho tiền nhì, đồng thời cũng sẽ khôi phục lại địa vị trước đây của nó ở cổ già. Nếu như phản lại thời thờ, hồn phi phách tán. Đạo thiên tiên cung giao cố tiên ra đây. Đạo thiên tiên cung giao cố tiên ra đi. Hải Dương cung gõ trống khua chiêng, chỉ sợ là xung đột không thể tránh khỏi. Đại trưởng lão vẫn chưa về, chúng ta phải làm sao mới được đây? Ta tới đi. Mọi người gây chuyện thì mọi người gánh vác. Thì nhị số muội, tiểu nhà đầu to gan đấy, biết tự mình đến đây chịu chết rồi. Nhớ thế thì có thể giảm bớt đi sự dày vò. Thống lĩnh Hải Vân cùng mau hiểu. Không cảm nhận được hắn thuộc cảnh giới gì. Ngươi có biết tại sao Thất công chúa lại chết không? Tại sao? Bởi vì đệ đệ á muốn hãm hại ta rồi bị ta giết. Á cũng thiên vị lắm, thế nên á cũng đang chết đấy. Có phải ngươi cho rằng có đạo thiên điện cùng đằng sau thì có thể không biết kiêng dè gì không? Ta chỉ là trần thuật lại sự thật mà thôi. Vậy thì ngươi
Lý mạng đối mạng đi. Cho lợi thế gây rồi. Ngươi muốn làm cái gì? À, từ lúc nào? Tốt xấu gì cũng là đại thánh ngàn nhiên ra tì với một nha đầu. Hải vườn còn đứng là có thơ diện hả? Ngươi là cố trường ca. Thiếu chủ của cô già có ý gì hả? Chẳng lẽ ngươi muốn bào chế cho ả? Ý gì? Chẳng lẽ ngươi không hiểu à? Tuy nhiên là người của cố già ta. Sao lại để cho các người làm ảnh hưởng tới tính mạng được chưa? Ngươi thật sự là muốn vì một số, một cố tiền nhị từng bị cố già trục xuất mà giao chiến với hai cuồng cúng. Ta khuyên ngươi nên nghĩ lại đi. Tiên Nhi là một miền mình châu của cố già ta. Tới lúc nào đến là người gì hiếp thế? Nếu như hôm nay Hải Vương cùng cố chấp muốn ra tay với mùi mùi của ta, vậy thì hôm nay ta sẽ giết các người. Giết bọn ta? Thiếu chủ của cố già khẩu khí lớn quá hả? Nếu người đã bên vực ạ, vậy thì đừng trách ta. Hải Vương cao chỉ, hôm nay nhất định phải bắt được cố Tiên Nhi trả lại công bằng cho thất công chúa. Trả lại công bằng cho thất công chúa. Dựa vào các người à? Hải Vương hắn là cái tá gì? Thái sợ chỉ vào cơ thở ta. Ngóng cuồng. Cố trường ca, người tướng ta ít đi để trưng bày à? Không, ngươi là món công cụ hình người thôi. Này là bí thuật thái sơ mà giáo. Không ngờ trong tay cố trường ca là uy lực tới như vậy. Đủ để chống lại cái sức mạnh của đại thánh. Nên như còn phải là đạo thiên cố thành phù có phù vàng hỗ trợ thì có lẽ đã hủy cả hơn nữa rồi. Đại thánh công chỉ đến vậy thôi sao? Nếu như hôm nay người tới đội công đạo, vậy thì người nhớ cho kỹ, ở đạo thiên điện cùng lời ta nói chính là công đạo. Triệu Nhi cố giả ức hiếp người quá đáng. Cố Tiên Nhi giết người của Hải Dương tộc ta. Trước bây giờ gặp phải sự cản trở ngang tài nhiều người, người còn cố ý giả vờ làm người tốt cái gì? Chuyện nào đó không phải là bí mật gì. Người với ả như là nước và lửa, không dung hòa. Vì sao? Một chuyện và ảnh hưởng đến thể diện của cố già. Cố trường ca bây giờ người lại ra mặt cho ả. Chính là muốn phủ nhận chuyện cái động nằm đó sao? Chuyện nằm đó? Sao ta không dám thừa nhận chưa? Đó là do ta làm, không liên quan gì tới cố già. Nhưng mà ngày hôm nay ta sẽ chấm dứt chuyện này. Đạo cốt ta cướp của mùi mùi là ta còn trẻ ngu muội, ta trả lại là được rồi. Ngươi, đời đạo chi cốt này vốn thuộc về Tỳ Nhị, vì ta nhân cơ hội lấy đi mất, thế nên hại nó phiêu bạt bên ngoài. Gia tộc và ta rất ý nấy về nó. Nay trước mà nhiều người như vậy, ta trả lại cho nó sự công bằng. Tỳ Nhị à, nhiều nó như vậy thì thôi cho muội rồi. Cố trường ca, ngươi đừng nói nữa, ta đã có đạo cốt mới rồi, không cần dùng của ngươi. Đây chính là đạo cốt đó, đúng là thiên phú đáng sợ, vậy mà có thể ảnh hưởng tới trời đất. Đại đạo chi cốt này mạnh như thế chẳng trách, ban đầu đến mùi mùi hắn cũng ra tì. Đạo cốt này cuối cùng cũng đã thuộc về chủ cũ rồi. Cố trường ca, ngươi... Tỳ Nhị... Không cần lo, chỉ là lấy nó ra mà thôi. Rõ ràng ta biết cảm giác này. Giải thù hận của bọn nhì chi nội cố Tiên Nhi giành được 8.000 vận khí, 40.000 điểm giá trị thiên mệnh. Tiên Nhi à, nhiều năm này cực khổ rồi. Thân là huynh trưởng ta sẽ bù đắp. Đây là chuyện mà cố già ta không cần đến cái vị phi sức. Luân hồi chi lực, không ngờ người lại nắm giữ luân hồi chi lực. Thực lực thật là đáng sợ. Thương thế nặng như vậy mà đã hồi phục hơn nữa. Xem ra của ác chủ bài của cố sư huynh không chỉ là có một huyết đạo cốt đầu, hắn chính là thái hư thân cảnh à. Sao cảm giác chúng ta sau khi hắn cứ như là đông đốn với ánh trăng vậy? Tỳ Nhị chính là thiên kiều của trường sinh cố già ta. Chuyện hôm nay Hải Vương cung làm, theo như ta thấy thì chính là khiêu chiến với trường sinh cố già ta. Chuẩn bị chịu chết chưa? Dầu ngươi có luân hồi dị lực thì sao chứ? Nếu như không phải quan tâm tới quan hệ hài tộc của chúng ta thì ngươi tưởng ta là đại thánh giả hay sao? Đại thánh thật sao? Là tổ à, ngươi thấy sao? Hải Dương cùng hôm nay ở lại hết đi. Tập 86 ở lại hết đi. Là tổ của cổ già. Còn bộ rồi, xin ngộ vườn che chở cho chúng con.
Cố già y lớn hiếp bé, không cần thể diện nữa thì sao chứ? Họ vừa cố mãn. Cũng chỉ là vô dụng mà thôi. À, con đại lão tổ. Cái gì? À, chỉ là muốn nhắc nhở lão tổ cẩn thận, không sang bằng hết tiền cổ thành mà thôi. À, bằng không thì đại trưởng lão sẽ nổi giận thật đấy. Nè, lần sau thì có nói thì nói cho sớm dòng, để có mà làm gián đoạn lúc ta đang thi triển võ thuật chứ. Vâng ạ. Hỏi vương cùng ta vô ý kích tụ với cụ già, chỉ cần để cho cổ tiên nhì. Y mồm, hả dân công được cái thó gì chứ, còn có tư cách làm càng trước mặt cố già ta. Ba ngày sau, dốt cô thi người cái chuyện gì, nói mau lên. Cố Trường Ca, dốt cuộc là người có mục đích gì, có phải người đang lừa tay không? Không tiếc móc xương cho ta, bây giờ đã qua 3 ngày rồi mà còn không đối hội gì thích ta là có ý gì? Chỉ là cái chút chuyện này mà thôi. Cô tiên nhi à, ngươi làm ta thất vọng qua đấy. Không cố gắng tu hành thì lãng quý thời gian và những việc vô nghĩa. Chào, thấy không có động lực tu hành à? Thế thì có còn ta rủ lòng thương xót móc thêm vài cái xương cho ngươi không? Ngươi bất lâm lời dây dốt đợi ta đi. Ngươi khác thì ta không biết, nhưng mà ta cũng không phải là vừa quen biết ngươi. Cái tên trước mặt là một bộ, sau lưng là một bộ này. Cô tiên nhi à, ngươi đừng có tưởng rằng dùng đảo tam đích thừa là ta sẽ không đánh người đâu đấy nha. Là gàng lớn nhí, coi chừng là bị ta sút cho bây giờ. Người dám, để ta xem người đã bị sút là người đấy. Ừ, đúng là ngây thơ. Ây da, cô Trần Ca, người có đó cho ta, tưởng ta chắc chắn sẽ đánh ngươi một trận. Chuyện của đạo thành thiền cổ là như vậy. Không ngờ Trường Ca huynh lại có quá khứ như vậy. Móc xương trả mùi mùi, chắc là huynh ấy rất yêu mùi mùi của mình nhỉ. Nhưng mà cái ca, tiếp theo hai vườn cùng và trường sinh cổ già có khai chiến không? Tiểu thự chắc là không đâu. Hai vườn cùng không có lá gan đối mặt trực diện với cổ già. Đúng vậy. Trừ khi đầu óc của hai vườn đi có vấn đề. Hai vườn cùng. Khốn kiếp. Hả dân cung ta tung hoành bao nhiêu năm nay, bây giờ đây là lần đầu tiên nhục nhã tới như thế. À, vừa thường à, chỉ còn ra lệnh một tiếng thùy, ta sẽ tập hợp tất tinh nhuệ của hải tộc đi giết trường sinh cố già, lấy lại thể diện. Để cho chúng biết, chúng ta không dễ động vào. Phần thuận và tướng mà ta cho hắn mới chỉ được có một trong tay hắn một chút thôi. Nếu như thực sự xảy ra xung đột với cố già, e rằng dường thượng cả đại hải tộc rộng lớn này, hải tộc chúng ta vô cùng vô tận, người nào cũng biết cống hiến vì tộc mình. Chỉ là một lão tổ bé nhỏ của cô già, nếu như dùng sức cả tộc thì cũng chưa chắc. Ui mẹ nó, khi tức này là lão tổ của cô già vô sòng tiên triều. Chưa đi, đây là toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra ở đạo thiên cổ thành. Trường ca thiếu chịu nổi, sau này ai dám làm gì có tiền gì, hắn sẽ tiêu diệt cả tộc đó. Sau đó thì móc sườn ra. Ta biết rồi, lui xuống đi. Dân dốt cô thì cố Trường Ca đã nghĩ cái gì vậy? Bây giờ ngươi vừa giống như người, giống lại vừa giống người khác đi. Ta càng ngày càng không thể hiểu nổi ngươi rồi. Vốn dĩ ở kiếp trước thì kết cục của tiền nhị rất là bi thảm, nhưng kiếp này đã trái lại với ký ức của ta. Chuyện của tiền nhị cũng được, mà chuyện của ta cũng đành. Nếu như hắn muốn hại ta thì sao lại phải làm ra bất cái chuyện này chứ? Ta ngốc quá, mãi sau này mới hiểu được, thật ra trong lòng hắn có ta. Thôi kệ đi, nếu như có sai vậy thì ta là người đáng đời đi. Từ nay về sau, dù người có đối địch với chư thiên, ta cũng sẽ chọn đứng về phía người. Kiếp sau khi rời khỏi tiền cổ thì hải vương cùng làm khó tiền nhì, rồi bị lão tổ tiêu diệt phòng bế cung 10 vạn năm. Sau đó nữa thì tuyệt ân thiền lại lần nữa giảng thí, dẫn dắt các phương cùng lập nền chân tiền thư viện, rồi dẫn cho thời đại nhân tiền đại chân tiên này tuyệt âm hiện nhân sức. Nghe đồn mỗi khi tài họa đủ để đã hủy diệt cả thế giới dân lầm, nhân tộc sẽ ra tay cứu thương sinh thiên hạ. Mà nhân tộc mãi bất diệt chỉ là trong luân hồi sẽ không ngừng gian nan, vì cấu hàng vạn sinh linh đang gặp nguy. Mà chuyện thế của lão nhân tổ một khi thức tỉnh sẽ có tựa sức mạnh của nhân tổ, lúc đó thân phận người kế thừa mà còn của cố Trường Ca sẽ bị lộ. Với thực lực hiện tại của cố Trường Ca vẫn chưa đủ để chống lại nhân tổ, ta phải nghĩ cách đẩy lùi thời gian thức tỉnh của hắn mới được. Nghe ý chỉ của bổn cung, vô sòng tiên triệu muốn xây dựng vô sòng hở.
và là người có tiền phủ đều có thể đến bảo vệ tiên triều. Vâng. Cái gọi là vụ sông lệ là sát khí tuyệt thế mà kịp trước cứu trường cả bảo ta làm, tổng hòa sinh tạo hóa đại vật, khiến cho binh sĩ trở thành con rối giết người, và lúc đó mấu chốt sẽ cộng hưởng sinh mệnh mà phần gì gánh vác tổn hại. Kiếp này ta chỉ là mọi thứ, ở kiếp trước, lúc đó ta có thể giúp ngươi rồi. Đệ trưởng lão còn quá nhân từ, cho Long tộc vài ngày để suy nghĩ. Cháu cũng sẽ nghĩ cách, phải lại cho xem. Tin tức từ phía Long tộc là vậy, được rồi. Hai mình à, ngươi nói mối cho ta biết chuyện tiên kinh đã đi. Đêm đó hả quên đi à, chuyện tốt như vậy sao có thể quên cửa cho quý chứ? Tộc con ngạc ta sẽ khắc ghi chuyện này. Cứ tính đến đầu ta hết á. Thử nạp mong đồ chắc là sự tồn tại của vô thượng đó. Cũng không để ý đâu. Tất nhiên không để ý nói rồi. Ta thật thì không ngờ thì tự người lại có thế con cái đem giá y tiên quyết của ta chia sẻ ra bên ngoài thế. Thế này thì ta bớt được còn ít việc rồi. Tiên cổ lòng tộc nói như các người mới tìm chết, vậy thì ta sẽ thành toàn cho các người. Còn về tộc con ngạc thì cũng đến lúc ngờ đó chịu nhận của các ngươi rồi. Tiền kinh lấy được từ Hắc Thiên Ân đúng thật là tuyệt vời. Mời ngày ngắn ngủi mà bệnh cảnh mấy chục năm đã có thể đột phá rồi. Đám người kia lại còn muốn giấu chúng ta lén tu luyện nữa chứ. Vẫn là thế chủ của chúng ta thông minh, hai chiến rượu đã lừa được tiên kinh từ Hắc Minh rồi. Sau khi tập được tiền kinh này, tốc độ tu luyện có thể nói là một ngày đi dặm, ngàn dặm mà không biết Hắc Minh có nó từ đâu. Có biến. Có chuyện gì mà hai vị vui vẻ thế? Có thể chia sẻ với cô mẫu không? Là dám tự tiện xông vào thân ngạc tộc ta. Cố Trường Ca, người đến tìm tộc ta làm gì? Ồ, nhận ra ta sao? Vậy thì đơn giản hơn nhiều rồi. Gọi tộc trưởng của các người ra đây ngờ đón chủ nhân mới của các người đi. Người tự tiện xông vào tộc ta, kiều ngạo tự xưng là chủ của tộc ta. Chẳng lẽ cô già tiêu chủ là hai người kiêu ngạo vô lý như thế sao? Tộc trưởng, ta đến để lấy lợi đồ của mình mà thôi. Nào, nếu có chuyện kiêu ngạo vô lễ, đó là luân hồi chi lực. Hắn vậy mà lại là truyền nhân của luân hồi cổ thiên tôn. Bây giờ thì sao, ngón ngón thân phục ta, miễn chết. Cho dù ngươi có là truyền nhân của luân hồi cổ thiên tôn thì đã sao, thân ngạc tộc bồn ta không phục. Bồn ta làm sao có thể thân phục người đưa cho Cố Trường Ca. Ngươi đừng có mơ tưởng nữa. À đừng. Ngu xuẩn. Đây là nụ ấn sao? Hắn vậy mà lại có thể dễ dàng điều khiển nụ ấn như vậy. Hiệu quả của giá y tiền quyết này cũng không kém vì vị nụ ấn là bao nhiêu. Bây giờ còn ai phản đối không? Từ hôm nay trở đi, bọn ta nguyện tồn công tử làm chủ. Nguyện tồn công tử làm chủ. Công tử à, ta có chút nắm giữ chút tình báo của Cố Đằng và nhân tộc. Không biết công tử có còn thu hạ lắm mộng hay không? Đây là sao? Ngươi nói đi. Chuyện luân hồi đào đài lần trước, ngài xem nên xem xét Cố Đăng xà nhất tộc này. Thời gian gần đây bọn chúng tập lực hợp lực lượng, chỉ là muốn đối phó với truyền nhân như ngài. Ý của ngươi là bọn họ rất có thể là sẽ dự định quyết tâm phản kháng đến cùng sao? À đúng vậy, bộ tộc bọn họ nổi danh là cố chấp. Cố Đăng xà nhất tộc ở đây để có công tử từ lâu, toàn bộ tộc ta nguyện ý hiến dần sức lực vì công tử, sông pha có lửa không hối tiếc. Xin công tử dẫn dắt tàu ta ngay lớn mạnh, ta nên nhiều vinh quang hơn nữa. Hả? Đây là nổi tiếng cố chấp sao? Ở cái này lỡ phụ cố chấp chứ không có ngu. Ta cũng không muốn trở thành dấu hiệp nhân tộc tiếp theo. Hôm nay chủ nhân không đánh mà thắng, thông phong được Cố Đăng xà nhân tộc cơ tiếp có gì phân phó? Cơ tiếp à? Tập hợp quân đội. Cố Trường Ca khởi binh động chúng như vậy, kết cục thì có tiên cổ thay đổi, cuối cùng cũng không kết thúc. Cái này có bộ rất dễ tiên toán, chỉ là sợ hắn mới nhúng tay, nhúng chạm toàn bộ ý nghĩa của tiên tổ cộc. Giờ sớm không còn là một ngày hai nữa rồi. Nghe hắn nói thì hắn rời khỏi thiên tiên cùng của đại lương lão trước khi đến Long tộc. Không biết vì sao tổ tiên của Long tộc lại đến nhậu với đại trưởng lão.
Trận chiến thế này thì cho phương viên mấy chục vạn dặm, Cổ Long tộc cháy thành tro bụi. Mà tổ tiên Cổ Long tộc bị Đại Trường Lão can nuốt, nhưng mà ngày ấy niềm tình cũ vẫn không xuống tới được với Linh tộc. Đàn tỷ xem ra Cố Trường Ca không muốn dễ dàng buông tha cho bọn họ như vậy. Long tộc ngoan cố không thay đổi, ngay cả mặt mũi của Đại Trường Lão cũng dám không cho, chết là không đáng tiếc. Tộc lão à, Cố Trường Ca thực sự muốn thống nhất tiên cổ ư? Chuyện cho tới bây giờ thì cho dù hắn còn muốn thì cũng phải suy nghĩ. Thật đúng là một tên đáng sợ, không biết so với tỷ tỷ kia của ta ai sẽ hơn một bậc đầy. Hồ đồ, lấy hắn so với tỷ tỷ của người chẳng khác gì đang sỉ nhục xì tỷ tỷ của người cả. Thiên phú của tỷ tỷ của người có thể nói là vạn vũ vạn cổ vô nhất. Cô ta sinh ra là đi làm thánh, không thì cũng sẽ là người được nhân tổ điện chọn trúng trở thành huyền nhân. Chỉ có điều tính tình tư nhớ của cô ta, cùng mà nó ta còn chưa trưởng thành đâu, chỉ muốn đến hùng vi ta. Ông có ý gì đây? Mấy cái lão già các ông có tin là ta cho các ông nấu hút chúng hay không? Nghiệp chướng nhân tổ điện. Khởi bẩm thanh nữ, Tử Khâm thanh nữ đã rời khỏi thiền vực. Cô ấy còn để lại một câu. Nói đi, cô ấy đã nói gì? Tử Khâm thanh nữ nói cô ấy không có chút hào hứng nào với việc tìm kiếm nhân tổ chuyện thế. Cô ấy nói nhân tổ điện tình khanh cô ấy. Cô ấy còn nói rằng mình không muốn làm thanh nữ, cô ấy chỉ muốn là muốn tìm một làng quần như ý gả đi. Cô ta nằm mờ vào nhân tổ điện rồi, hết đường hết đời cũng là người của nhân tổ điện. Tiền thấy nhân tổ gì thế, phò tá nhân tổ trong thiên hạ là nghĩa vụ và trọng trách của truyền nhân. Thế như dự báo trước thì nhân tổ gì thế sắp xuất hiện, ta cũng phải rời khỏi đây thôi. Kiếp này người có thừa của Ma Cộng lại xuất hiện rồi, thế cục thiên kiếp của thiên hạ đại loạn, ta lại có thể tìm thấy trước hắn giải quyết hắn luôn. Chà, giờ đừng có tiền nữa, về nói với thí chủ của các người, đừng có hao tâm sức lực nữa, tiểu thư không có chút hứng thú nào vì hắn đâu. Tuy nhiên cô nương, đây là lệnh của thí chủ, bọn ta cũng hết cách rồi, mong cô đừng có làm khó bọn ta nữa. Triệu Thiên Hành, cái tên đáng chết đó, sao lại không chết tầm đi cho hả? Tiểu thư cô thiên vượt được nhiều người từ đuổi lắm, án làm gì có của. Tuy nhiên cô nương à, dầu thao thiếu chủ nhà ta cũng là người nắm quyền tương lai của Cố Triều tộc, cô nói thế thì cũng không dễ nghe nhỉ. Đúng vậy, và lại thiếu chủ thật lòng với thánh nữ thì nên mất cầu gọi bọn ta hộ tống trên đường, sợ gặp phải kẻ xấu gây bất lợi cho thánh nữ. Không có công lao cũng có khổ lao mà. Các người mới là kẻ xấu ấy, nhân lúc bổ tiểu thư cho tức giận thì cút đi. Nói với Triệu Thiên Hành, lần sau mà không có chừng mực thì thiên hoàng đạo tử thì cũng không bảo vệ được hắn đâu. Có này vương tử cầm ta nói đấy. Tử Khâm thánh nữ ở cô nói như tiểu thư đã không muốn thì chúng ta mau đi thôi. Chớ tiệt à, ít nhất là bắt cái loại đạo đức giả. Tiểu thư à, đạo đức giả là gì thế? Cái đó đạo đức giả như là có một cái tình nam nhân tạm cho người một bó hoa, xin ăn bữa cơm rồi ép người nhất định phải gả cho hắn. Nếu như người thì người có nguyện ý không hả? Tất nhiên là không rồi. Chính xác. Một bữa cơm thì cũng quá ít rồi đó, ta thấy ít nhất cũng phải 10 bữa ăn, 100 bữa cơm thì mới được chứ. Tiểu thư à, người biết nhiều thời đấy, đó là đương nhiên rồi. Ta đã từng là một cường giả bàn phím, ta sống ở thế giới ban đầu, tướng mạo thì xuất chúng, điều kiện gia đình thì hậu đại. Tiếc là lúc nhỏ sức yếu nhiều bệnh, và nằm sống ở trong phòng bệnh nhỏ hẹp, qua đời ở tuổi 20. Có thể sau khi qua đời mà xuyên không đến tận đây, đó là may mắn lớn lao. Vất vả lắm mới có được một thân thể khỏe mạnh, vô ngọn khắp nơi mới là việc mà ta nên làm. Cái gì mà truyền nhân tổ chứ, ta không hiểu gì cả. Hơn nữa hệt như là xuyên không vào trong nữ tầng, đều có lãnh khốc, vườn già bá đạo, mà quần kiêu đoạn, mà ta chỉ là người náo tàn thì đuổi. Mấy cái thiền kỳ châu má đó đều là cái hạng người có vấn đề về trí thông minh à. Tỷ thư, người muốn tìm làng quần như ý gà đi, rốt cuộc là nói thật hay nói dối? Đương nhiên là nói dối rồi. Tỷ thư nhà người ta đi, tương lai sẽ trở thành tuyệt thế nữ tiền vương, một tay độc tiếng chiến tần thiên đế, hai tay
thì đẩy ngàn mười bốn chầu, sao lại có thể bị nữ nhi tình trường rơi bồi được chứ? Vào có mỗi là tiểu thư. Nhưng mà tiểu thư à, lần này tiểu thư không từ mà biệt, sao thánh nữ bên kia? Làm ơn đi, nếu ta nói cho cô ta, sẽ cho ta đi sau. Cô ta cả ngày mặt lạnh, nhờ làm như là cả thế giới đã mắc nợ cô ấy vậy, tới chấp mình là thành cao. Ta thấy sợ thành nữ là người tốt mà, chỉ là tính cách có hơi lạnh lùng thôi, luôn muốn bảo vệ chính nghĩa. Đúng là cô ta là người tốt, nhưng mà cái cô ta cần là một nam nhân, miễn cho cô ta vẫn luôn cảm thấy ngoại trừ nhân tố kia ra, thì nam nhân thế giới đâu chỉ là... Thì thừa nhìn kìa, bên đó là nội vật vô lượng thiên, nghe nói vô sông thiếu dạ hiện đang ở đó, hay là chúng ta qua đó xem đi. Hả? Vô vương sống tiện nghi đề đề ta không muốn. Nghe nói trong khoảng thời gian này vô lượng thiền phòng vào hội tụ chuyên nhân của đạo thiền điện cùng, càng có là danh sừng là đệ nhất nhân ở trong thế hệ trẻ tuổi. Vào nuôi cả nửa ngày là ngươi muốn đi chứ gì? Nghe nói đây chính là cấm kỳ của trẻ tuổi, cái chân thiền chi tư cố trường ca thiếu chủ, uy thế của hắn là vô cùng vô lượng thiền, quả thực là không ai có thể so sánh nổi. Lại là trường sinh cố gia thiêu chủ, lại là truyền nhân của đạo thiền điện cùng, vì sao lại có thể sợ thần giáo bá hữu bà giáo một mực ủng hộ chân tiên di từ? Lời này có phải là do phụ thần của cố trường ca nói rằng con trai mình có chân tiên di từ là chưa? Bình thường thì các loại danh tiếng tiền kiều này đều là kinh nghiệm biết bao chết cho nhanh, hơn nữa cái tên cố trường ca vừa nghe đã biết không thể nào là nhân vật chính trong cái đống tiểu thuyết mạng, thì tên không họ, không mang họ Phạm, còn mà họ Lan à, thì cũng không tiện nói mình là nhân vật chính. Vậy nên ta nói cho ngươi nè, kỳ thật thì ngươi cũng là một nhân vật là bia đá đạn mà thôi, xem ngươi kích động như thế nào kìa. Bia đá đạn, nhân vật là gì? Nói ngươi thì ngươi cũng không hiểu đâu, chúng ta hiện tại đang có một người tên là Lăng cái gì gì đó, đã bị cố trường cà kia áp, lấy thế áp người, sắp cường thế vỡ mặt rồi đi. Thì thừa à, người đừng có nói trường cả tiêu chuẩn như vậy chứ. Hắn vì đối kháng với người cớ từ ma công mà bị tổn thương bản nguyện, suýt chút nữa là chết tại thiên cổ đại lục. Hoàng mình chính trực vĩ đại như thế, để nhà hơn nữa nghe nói trụ trường ca thiếu chủ phong thần như ngọc siêu phần thổ tục, vì nhìn nhận không được nói không được à? Người còn biết con tưởng rằng người là nhà họ của hắn đấy. Cố gia tiểu nhị, đã có mơ tưởng rằng Long tộc ta sẽ thần phục người. Bọn ta tung hoành thiên địa, đối mặt với chân tiên thì cũng chưa từng khuất phục. Người có tài đức gì mà vọng tưởng là có thể thống lĩnh tiền cổ? Lời này của tổ trưởng là sai rồi. Cô mối và lò vận bối, nào dám thống lĩnh tiền cổ? Ngày đó, Long tộc hạ trường đồng lệnh, phái vũ nhân tộc ra tập sát cổ mổ, thì bây giờ cổ mổ chỉ muốn đòi lại công đạo mà thôi. Miệng máu phun người, người dẫn đầu đại quân tấn công tộc ta, bây giờ còn muốn chiếm chính nghĩa, phù hãm sự trong sạch của tộc ta, tiểu nhị phải chết. Chuyện cho tới bây giờ mà ngông tộc trưởng còn gì với thèn quá hối giận chưa? Nếu như lòng tộc ta chết chứ không chịu khuất phục, vậy thì cũng đừng trách cổ mổ tu hạ vô tình. Chà, nghĩa là luân hồi của luân, đó không phải là thành đạo khí thực sự, là sinh thành đạo khí phóng chế của luân hồi cổ thiên tôn nào đó. Sao có thể chứ? Cố trường ca hắn lại là có vật này. Hắn và luân hồi cổ thiên tôn rốt cuộc là có quan hệ gì? Chết tiệt mà, cái tên này lại có còn có thân phận cấp độ này ư? Không ổn rồi, hay là chúng ta đầu hàng đi? Lấy ra kiện pháp khí này là muốn nhiễu loạn quần tâm của hậu phương ta sao? Long tộc ta ngạo cốt vĩnh tồn, ta chết cũng không chịu xuất phục. Người đừng họ mà bất bốn ta thuần phục, giết cho ta. Chuẩn chi tụ. Ở thi chủ bọn ta tới giúp người đi. Các người. Hóa ra các người sớm đã chuẩn bị phản chiến rồi. Khốn kiếp. Đại trưởng lão mong là ngài tuân thủ giao hạn. Tộc trưởng. Dạ.
Tộc trưởng của Long tộc đã bại trận rồi, người không cần phải tạo nghi thờ nữa đâu. Không ngờ một kích đã trấn áp được tổng trưởng của Long tộc, sự tồn tại đáng sợ này may mà lão phù hàng sớm. Tiền tầy lại có thể áp chế chuẩn chi tồn, thực lực của đại trưởng lão e là cao hơn ta tưởng tượng rất nhiều. Tộc trưởng của Long tộc thì đã bại, các người hoặc là thường phục hoặc là đi chết hết đi. Long tộc ta, đại thế đã mất, bốn tát bằng lòng thuần phục. Loại không thấy quan tài không đủ lệ là điển hình. Kết thúc rồi, trận này đâu có nhờ đại trưởng lão hết rồi. Nhớ việc ngươi đã hứa với ta đi. Trường ca thân là người của đạo thiền tiền cùng, vì sự an toàn ở trong ngoài của đạo thiền tiền cùng đương nhiên sẽ không từ chối. Nè, tôi tới nhà người không nói đạo lý mà, có phải là ngay từ đầu người đã muốn kéo đạo tiên cùng ở xuống nước rồi hay không? Ê, giờ đại trưởng lão à, nói cái gì vậy chứ? Đại trưởng lão đừng có quên ngài còn nợ trường có một ân tình này nha. Sau này có chuyện phiền phức gì vẫn không tránh được chuyện ta đến làm phiền ngài. Đâu? Hai cái lão vô sĩ, tránh xa lão phu ra, lão phu không muốn gặp người nữa. Kiểm tra thấy khí vận của thi chủ mới, đối phương đã ẩn giấu thân phận, là người xuyên không. Người xuyên không à? Chẳng lẽ là thú gì đồng hương gặp đồng hương, lừa người thì cũng càng dễ dàng hơn. Công việc công tử, việc ngày giờ đã hoàn thành rồi. Các người phân loạn của Long tộc đều đã đền tội, làm tốt lắm, rất tốt. Tôn đại tộc quần quy hàng ta thì đâu sẽ dẫn tới cách đại đạo thống kiên kỳ, cơ tiếp vẫn là giấu bọn họ trong bóng tối là được. Người chiến không giả này lỡ trước ta hay lỡ sau ta đi, cái lỗi dĩ số này phải dập tắt. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thì ai có thể tin rằng việc một người trẻ tuổi lại có thể làm được. Từ phương diện nào đó mà nói là cố trường ca này so với người thừa cớ mà còng cũng khủng bố hơn. Trong lời đồn người thừa cớ mà còng cuối cùng đã là bài chạy vào tì hắn, nhưng mà lâu như vậy cũng chưa phát hiện ra được tung tích thực sự của người đó. Cho dù là tập sát một ít thiên kiêu trẻ tuổi cũng đều là lén lút, chỉ sợ là đã bị cố trường ca làm cho trọng thương, thương thế cũng không nhẹ. Thế hệ trẻ tuổi này e là tìm không thấy mấy người có thể sánh được vai cùng vị hắn. Thiếu chỗ về sau sợ là phải theo cố trường ca một chút rồi. Với phương diện vi đón và thủ đoạn thì quả thật là tất kém xa hắn, nhưng mà mới bị cớ trước mặt sức mạnh tuyệt đối thì không đáng nhắc tới. Vương gia, không phải còn có tí tí của ta sao? Gặp phải cường giả liền lôi ra tí tí của ta, để như vậy vĩnh viễn cũng chỉ làm nhân vật phụ mà thôi. Để cái chút tiền đồ nói không vậy, không phụ lòng bổ trang phục hai giác quan này của địa sao? Sao bao nhiêu năm như vậy rồi mà địa vẫn còn thù biến như vậy hả? Ôi, nhân tổ điện không dạy cho tỷ à, lỡ nghi quy củ thì sao chứ? Làm gì có nữ nhân nào giống như tỷ chứ? Vô song điện nhớ kỳ kỹ, nhân ngồi hở thiền, thiên ngồi hở thiền. Tam đại tộc quần cũng không ngốc, chỉ bằng một cái luân hồi cổ thiền tồn truyền nhân thân phận, cố trường ca cũng có cách để thống trị tiền cổ. Gặp qua tiểu thư. Vậy ý của Titi là ta vừa mới quan sát hắn một hồi lâu, thủ đoạn của hắn càng mạnh mẽ vừa vô dụng, ngay cách ta cũng không thể nhìn thấu được tham nông của hắn. Nhưng đáng tiếc nghe nói cố trường ca kia lại có hùng ước, nếu không thì hắn ngược lại rất xứng đối với tiểu thư. Thật tiếc là vì hắn bảo vệ một nước ưu tú như ta đây. Nhưng vị hồn thời kỳ của hắn cũng có như là may mắn. Hiếm thấy tiểu thư đánh giá cao về hắn, có muốn đi bái phỏng làm quen một phen hay không? Được, vậy thì theo như lời tộc là nói đi. Hả? Kéo gì đây? Không phải là tỷ ấy ghét nhất là làm mai hay sao? Gió dàng trước khi đến biểu hiện hoàn toàn không quân thú mà. Ai ba người nói nhiều? Nhất sao bên đây? Pháp bảo quy giá cầm nhẹ để nhẹ một chút. Khi vận dị nữ đối với túc chủ sinh ra hơn thú, khi vận điểm gia tăng một lần, thiên mệnh giá trị gia tăng 5.000. Hả? Cái này cũng được sao? Xem ra đồng mường đã chú ý tới ta rồi, còn sinh ra hứng thú nữa chứ. Chỉ có thể nói ta quá có mị lực rồi. Chắc chắn là quay đã chứng kiến trận đấu vừa rồi. Nếu như ta đúng không sai thì... Khởi bản thi chủ, truyền nhân vương vô sòng, cố trường sinh vương gia đi bài phỏng.
đã bên ngoài Long Đảo xin đợi. Ồ, đến cũng nhìn thật đi. Trường Sinh vương gia. Mời họ tụ tập ở đỉnh điện. Dần thưa thí chủ. Chỉ là cảm thấy ông thú vi tà liên tận tới nhiều thiền mà giá trị như vậy. Vận khí của cụ tà thì chẳng phải là một con mồi béo bở hay sao? Chư vị, mời qua bên này. Chân các thí chủ đã chuẩn bị xong nước trà rồi. À, tiểu công tử à, vì sao ngài lại muốn đi gặp hắn vậy? Con không phải trời sinh ta xinh đẹp ư? Sợ hắn làm ta xấu đi sao? Tâu nhi à, người không yêu đâu. Xinh đẹp quá mất thì cũng là một cái loại phiền não. Với lại ta cũng muốn làm lộ thân phận thanh nữ của nhân tổ điện nhanh như vậy. Thế giới này có quá nhiều thiên kiều tự phụ. Lại không thú vị. Cố Trương ca, ngươi đừng có làm cho ta thất vọng đấy. À, chư vị à, thí chủ đang đợi ở phía trên. Làm phiền rồi. Thối vệ tạm thời đều là thần vương cảnh sao? Nội tình của Trúc Cường ca quá nhiên là thâm hậu. Khó trách Cố Trường ca không sợ như vậy, nhưng mà có thể lợi dụng hợp lý bối cảnh của gia tộc, đấy cũng là một loại năng lực. Ở bãi kiến của Quỳnh. À, Vương Quỳnh không cần phải đà lỡ, để ra ngoài đi kiện đơn sơ. À, chư vị cho gạt bỏ. Wow, nhìn gần càng đẹp trai, hơn nữa phong thái nho nhã, vừa nhìn đã biết là người hay dành đạo lý. Đây, cái này chẳng phải là nụ cười tiêu chuẩn của nhân vật phản diện, ở ngoài cười nhưng mà bên trong không cười sao? Vừa nhìn đã biết là không tốt lành gì. Cứ ngồi tự nhiên. Không biết Vương Quỳnh đột nhiên bày phỏng là có chuyện gì? Ở đây không phải là thấy con Quỳnh bày mờ ghi cớ tội mãi trấn áp Cố Thiền Lâm tộc, khiến cho tâm thần vô sông thắng phục vì sao? Giờ đó muốn đến bái phòng một phèn hóp hối chút ít từ cô Quỳnh. Vương Quỳnh quá khen rồi. Vô số năm qua Long tộc ý thế người, một tới chết trời hoàn thành vô kỵ. Hôm nay là bọn họ đã gieo gió gặp bão mà thôi. Huống chi việc này ta chỉ là lợi dụng mà thôi. Đào Thiên Tiên cùng mới là người âm thầm mơ đồ, cả người cũng thấy đã trừng lão không chút do dự ra tay. Ta là vì đẩy ra, là vì cái danh mà thôi. Cổ Quỳnh không còn việc kiềm tốn. Huống chi bây giờ ngàm thơ ở trẻ tuổi, cũng còn ai có thể thống trị thiên ưng tộc các ưng cách tộc rồi. Vương Quỳnh khen sai rồi. Chứ nói tới thống trị đơn giản là ta dựa vào việc có thể quan hệ với luân hồi của thiên tôn, nhờ bọn họ tới giúp đỡ mà thôi. Hôm nay tiếng còn thống trị thì bọn họ cũng không cùng xuất hiện cùng với ta. Hơn nữa, ai vì nhà đấy? Có thể vô trá nói ra một phèn lời vĩnh quang chính là như thế. Quả nhiên không phải là người tốt lành gì. À, công tử à, cái lỗi lời thoại này không thể nói trước mặt người ta được đâu. Ở vị này là tức lễ hế của Quỳnh. Đây là ta huynh trưởng của ta, Vương Tử Khâm. Hắn luôn luôn hồ ngôn luận ngữ, không biết giữ mồm giữ miệng, kính xin Cố Quỳnh cho trách. Hóa ra là tỷ tỷ của Vương Quỳnh. Là Quỳnh. Ôi cha Vương Quỳnh, Vương cô nương khí chất thoát tục, là nam hay nữ thì có mẫu vẫn phân rõ. Tính danh Vương Tử Khâm với tinh nữ ngày mặt vạch trần hắn thì cũng không tức giận, lực quát sát cũng xuất sắc như thế, quả nhiên không phải bia đỡ đạn bình thường. Thú vị đấy. Nhưng mà cho dù hắn lợi hại hơn nữa thì cũng không có thể nào đoán được thân phận người xuyên không của ta. Sơ nghe có Quỳnh của Trần Tiên chi tử, vốn tưởng rằng thế nhân hư truyền như hôm nay vừa thấy quá thật là danh phô kỳ thực. Đây là hư danh mà thôi, tử không cô nương quá khen. Cơ hội khó có được về kết cấu và phát triển của tiền giới hiện nay, ta muốn có Quỳnh tham khảo khảo luận. Không biết ý của Quỳnh thế nào? Tử không cô nương cứ nói đi, Cố mổ chuyên nghi cao kiến. Cô ta chắc còn không biết lai lịch của ta. Nói vậy thì trong mắt người chuyên không, thổ dần thiên kiều đâu là cái hạng người ngu xuẩn. Xem ra ta phải biểu diễn một màn thật hay rồi. Cũng không thể lãng phí sinh ra hứng thú với ta được. Chờ sau khi quan hệ của chúng ta thân thiết, ngươi mới có thể hiểu được hứng thú với nhân vật đại phán diện là như thế nào. Không ngờ tiểu thư và Trần cả thế cháu lại nói chuyện như vậy. Ta cũng chịu. Thời gian còn còn sớm, Cố Quỳnh làm việc tí rằng không giống với chính phái nhưng mà chân thật. So với người luôn miệng tỏ ra đại nghĩa kia nhiều. Không dám nhận. Hôm nay tử công cô nương đủ loại kiên giải, quả thật là khiến cho cậu mộ cảm thấy mới mẻ. Hôm nay nhìn thấy cô nương thì mới hiểu hận nhau muộn màng như thế nào.
Cố quên, với ta cũng là như thế. Tại nhà ta thấy thì cố quên ngày sau nhất định sẽ là sừng sững ở giữa thế gian, quan sát tương tình đại nghiệp vàng tuyệt đỉnh ái chìm nổi. Không biết đến khử tử không cô nương sớm hơn, quả thực là một chuyện đáng tiếc ở trong đời. Ồ, lời này có cổ huỳnh không sợ vì hồn thờ nghe được hay sao? Ý, nhưng mà ta thấy vẫn chưa quá muộn đâu. Hay là cố quên hy bỏ hồn ước liền hồn vì ta, ý này như thế nào? Ý, tiểu thư tí tí. Cố quên, ta và người đều là người thông minh tuyệt đỉnh, chúng ta liền hồn là đỉnh cấp liên hợp. Đến lúc đó thì vật trong thiên hạ chẳng phải là muốn gì được nấy hay sao? Tớ không còn đừng nói đùa. Trước tiên thì dù sao hồn ước cũng là do phụ mẫu của ta đã định ra từ khi còn nhỏ. Cho dù là có một muốn đồng ý, chỉ sợ là thích lực phi sầu cô cũng sẽ không đồng ý. Hắn đang nhắc đến vương gia sao? Chẳng lẽ trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà hắn đã tìm ra thân phận của ta? Cố quỳnh cũng không còn để ý đến thế lực sau lưng ta. Ta muốn làm cái gì thì bọn họ còn làm mới cản được. Chỉ là cố quỳnh từ chối ta một cách rõ ràng như vậy thực sự làm cho người ta có chút buồn đấy. Thiên phú và thực lực của tử không cô nương tất nhiên là thiên hạ vô song, nhưng mà phân lượng hiện tại vẫn chưa đủ. Khi còn nhỏ đã được đạo cốt của mùi mùi mình, sau khi trở về từ hạ giới là biểu lộ ra thiên phú hư không hiếm thấy, hiện giờ đã thể hiện ra truyền thừa luân hồi cổ thiên tôn. Nhãn lực phá đoán lại là chuyện như thế, thủ đoạn cây độc lại hậu dũng hậu mưu, cố trường cả nên tới sự sâu không lường được. Xem ra cuối cùng của ta vẫn không nên có thường hắn. Khi định thần nhà như thế thật đúng là không để lộ một chút sơ hở gì. Để rồi dù sao thì bây giờ cũng đã trở rồi, bốn cô nương sẽ không quấy rầy Quỳnh nữa. Cáo từ. Đúng rồi cô Quỳnh, Quỳnh nghĩ chúng ta sẽ còn gặp lại nhau chưa? Cá nhìn của Vương Tử Khâm thay đổi, khí vận giá trị quý túc chủ cộng 2000, thiên mệnh cộng 500. Đương nhiên chúng ta nhất định sẽ còn gặp lại. Thông gia, người đâu? Phái người đi xem mình cùng công chúa vào gần đây đang làm những gì rồi báo cáo lại cho ta. Dương thưa đại nhân. Nghiệp mình không, thân là người trùng sinh, rõ ràng là biết một ít chuyện của tương lai. Nhân cơ hội bắt lấy hướng đi của cụ ta, hắn lại có thể phát hiện ra một ít manh mối về tương lai. Nếu như mà Vương Tử Khâm là truyền nhân tổ điện, thì hôm nay cô ta bắt đầu hành tấu thiên hạ, vậy thì cũng có nghĩa là nhân tố đời này sắp xuất thế. Cũng may cô ta thân là người xuyên không, hiển nhiên là không có ý định làm công cụ đi tìm nhân tố chuyện thế. Điểm này đối với ta mà nói là vẫn có lợi. Nhân tổ và người truyền kế mà cộng vẫn luôn là đại địch sinh tử. Ngồi trước lại có thủ đoạn nhận biết được truyền thừa mà cộng. Tại họ ấn tại như thế này, bất cỡ là thì thế ai là giải quyết luôn gì nhanh. Nhất định phải diệt quyết hắn trước khi quốc khởi. Khởi bẩm trừ đế, tô đồ không gian của thiên trần giới đã được xác định. Vô song vệ hiện đã có nhân tuyển, hiện giờ đang thành lập chi đội ngũ thứ hai. Tốt lắm, lùi đi. Trong ký ức của nghiệp trước thì nhân chốt tiền thế từ thiên thần giới đi ra, nên như muốn bảo vệ của trường ca thì chỉ có thể ở lúc trước hắn trở về thượng giới ra tay trước mới được. Cùng mày là thiên thần giới cách nội vật vô cùng xa, nhân tố điện không thể làm được nhân tố truy thế trong thời gian ngắn. Trong thời gian này ta còn cần trở về tố địa tiếp nhận đế khí quang định, nhân tiện còn phải luyện hóa số dư tinh còn lại. Cố trường ca, nếu như một đời người lại có phụ tài thì ta sẽ hắc mình. Nghe nói người muốn giải trừ nô ấn của tộc gan người, thói coi sự công chế của ta. Không dám. Người muốn làm anh hùng? Ta sai rồi chủ nhân. Làm ơn đi ta, xin hãy cho ta thêm một cơ hội nữa. Ta nhất định sẽ trồng và cố lửa đầu rơi máu chảy. Đừng có lo, ta sẽ không giết người cũng đúng.
Ngươi là người đã vô thượng tồn tại chọn lựa kia mà. Ngày sao mà ngài biết? Vô thượng tồn tại để ta nói cho ngươi biết. Tâm thành sở niệm, vạn sự khá dạy, tổng kỳ chân danh giả, luân hồi trùng kiến vinh sinh. Hóa ra ngài cũng là tín đồ của vị kia sao? Ta đã nói trên người ngài làm sao mà có thể có cảm giác quen thuộc cái kia. Vô thượng tồn tại giao cho người một nhiệm vụ trong vòng 3 tháng. Vì vị kia tìm được 30 tên có thực lực thiền phủ ưu tú, tín đồ thành kiến tín ngưỡng. Đến lúc đó, thì thần niệm vô thượng chân danh sẽ có thể gặp được chân thần. Ta hiểu rồi, xin chúc nhận hãy yên tâm. Ta nhất định sẽ hoàn thành được nhiệm vụ. Coi trọng như người kìa. Người cũng được có làm cho cái vị kia thất vọng đó nha. Cho dù là thịt nát xương tàn thì ác mình cũng sẽ tuyệt đối để cho vô thượng tồn tại thất vọng. Động lực y hiếp đều có động lực khá cao, sông bái mạnh mẽ. Dù có bỏ mạng thì vẫn tôn thờ sức mạnh. Nhớ kỹ, vô thượng tồn tại chỉ chiếu cố với người. Ngươi vẫn cần phải đỡ ở trong lòng thật tốt. Tuyệt âm lầm nhân tổ điện. Nếu như lần thí nghiệm này thuận lợi, thì ngược lại sẽ bắt đầu từ thứ bước thứ hai của kế hoạch rồi. Nhớ rồi, hạt mình nhất định sẽ không phụ kỳ vọng. Đa tờ chịu nhận đã nhắc nhở, chịu nhận đi thông tả. Tuyệt âm thi đối. Với người thường mà nói thì là tai họa không tránh kịp. Nhưng đối với ta mà nói thì đây chính là một tai họa siêu to. Vô thượng phòng. Bấm chiêu nhận. Hải vương đã bị trọng thương. Mà hải vương cùng tuyên bố tuyên phố phòng cùng 10 vạn nằm không xuất hải. Lui ra đi. Dân. Để ta đưa tiên nhi về. Đây cũng là một cơ hội tốt để tiếp xúc với đào thôn phía sau tiên nhi. Bị tình địch làm nền cho tiên nhi lâu như vậy, rốt cuộc thì cũng ngờ đoán một tuyệt diệu. Đại bá đích thần vi thự gói ta về nhà. Thực ra thì cố trường ca hôm đó, lúc thừa thân phận ta là người cố già thì ta đã dự liệu tất cả những chuyện này rồi. Ngồi đây xem có phải thông đại thành. Một chút thành ý cũng không có. Bọn họ vẫn quá coi thường ta. Không về là không về. Ai thích về thì về. Tóm lại là ta không về. Ồ, không về đâu. Cố trường ca, quân sứ ta nhập vị như vậy là do chết người đó có biết không? Không về là không về. Nam đó đuổi ta ra khỏi cố gia. Giờ con có một bức thư mà muốn bắt ta về nhà. Nằm mơ đi. Ý. Cố tì nhì. Mọi thứ sự làm ta quá thất vọng đó. Đến trốn cũng phí sức như vậy. Còn ngày nào cũng phải khiêu chiến ta. Chán mùi thì đấy. Cô trường ca đâu bị ổi. Không công bằng. Có dấu tí áp chết từ vì rồi. Đối với ta xem. Nếu thật sự muốn chết thì mùi đã chết rồi. Kẻ địch sẽ không nói lý hay không công bằng với mùi đâu. Phổ thân gửi thư tới lên cho ta bắt mùi về. Ta không tin đó là phụ thân của Quỳnh. Không phải phụ thân của ta. Năm đó người đuổi ta đi, không ai khác ngồi ông ta. Cô tiên nhi, chắc mùi đã hiểu làm gì đó rồi. Là lệnh cho ta bắt mùi về, chứ không phải là báo mùi về cùng ta. Mùi cũng không có lựa chọn. Giờ quên có nói sao nữa, thì ta cũng không về đâu. Tên này muốn biết ta vì sao? Có chừng ca, quên làm cái gì đó, mau thả ta xuống. Đừng có vòng vây làm cái gì. Ta chỉ trói mùi rồi mang về. Lúc nhỏ cũng đâu phải là ta chưa từng bế đâu. Kè kè không đi được nữa. Về đuối là vừa mệt vừa buồn ngủ. Ta đi tham gia liên tập. Quên rảnh rồi chạy qua đây làm cái gì chứ. Đừng có để nước giải trí hết lên y phục của ta đi. Không thể. Đổi cái tư thế khác sao? Lắm lời. Ai, cái thằng chó nào lại dám lên người của lão tử. Tập 91, Thái Hoàng cổ tộc, cờ vĩ thiên hồ nhất tộc. Ta đi lên như thế nào? Ta, cơ thở. Sao ta lại thành thế này rồi? Đây là đâu? Rõ ràng vừa nãy ta còn đã tu hành ở trong thiên hoàng điện mà. Sao đột nhiên lại xuất hiện ở chỗ này?
Chẳng lẽ linh hồn của ta với cái tên xề vật này đã xảy ra trao đổi sao? Nếu như không, ta làm sao mà ngay cả một chút ký ức của hắn cũng không có thế này? Danh sương ta lại là thắng tiên hoàng thần tử, tương lai sẽ thống trị vạn tộc tồn tại, lại có người dám động tay động chân trên người của ta. Sở Phàm, người kia ti thừ đã ăn xong chưa? Ngươi đừng có làm biến mà chăm trở đại sự của ti thừ đấy, tham gia tiệc mừng thọ của chủ một của già. Sở Phàm sao? Ngươi cứ chờ đó cho ta. Không, không ngờ ta lại trở thành con của danh thiên hoàng, thân phận thái của hoàng tộc tù quy nhất. Chẳng lẽ đây là ý trời sao? Gión mi ti thừ. À không, giờ ta là con của thiên hoàng rồi. Từ nhỏ ta lưu lạc đầu đường xó chợ, không miếng cơm mà nào. Trong tiền giới, người ăn thịt này, ta đã chuẩn bị cho cái chết rồi. Gión mi, là cô ta, người đã cho ta hy vọng để sống tiếp. Tình bạch điệt hồ ngu xuẩn đó vốn là không xứng với quỷ. Chỉ có ta thì mới là người quỷ yêu nhất. Ta đã sớm nói rồi mà, sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ là của ta. Trường sinh cố già, vô sông tiên triều bình trí. Trường sinh vườn già bình trí, mời tới. Cô Quỳnh, chúng ta lại gặp nhau rồi. Cô Quỳnh, Cố Quỳnh. À các vị, hoan nghênh mọi người. À dám hỏi cô Quỳnh vì này là ai? À đây là muội muội của ta. Từ lúc mà ta còn nghèo đói đến mức mà y phục cũng không mua nổi. Cố Trường ca, Quỳnh nói nhiều quá rồi đấy. Xem ra có hồ ly tình không có mắt lại nhân lúc ta không có đó mà muốn đến góc vui rồi. Nếu giả nam chàng, tướng ta không nhìn ra. Nơi cười thật đấy, Cố Trường ca. Nhưng mà bây giờ ta đến chí thần vườn cảnh, có năng lực chỉ cần nhìn thôi đã biết ai là nam, ai là nữ rồi. Mình không đã nhìn cái gì thế? Cô mẫu thần nữ của Thái Sơ thần giáo. À bá mẫu, mình không đã nhìn Trường ca đó. Có đã nhìn nữ tử kia đó sao? Trước đây chưa từng nghe nói trường sinh vườn già còn có thiên kiêu như thế này. Không ngờ tuổi này đã có tu vị chuẩn thanh cảnh. Cái gì? Chuẩn thanh cảnh? Ồ, đã chú ý đến ta rồi sao? Chắc không phải là mình phòng ghen rồi chứ? Con đâu có. Con rất tin tưởng cô Trường ca. Yên tâm đi, với tính cách của cô Trường ca bây giờ, nó rất có thể chỉ là có quen biết với nữ tử kỳ thôi. Với lại các con đều là đứa ta nuôi từ lớn nhỏ, tuy trước đây Cố Trường ca. Khoan, bây giờ chẳng lẽ ba mẫu biết nguyên nhân Cố Trường ca thay đổi? Một khoảng thời gian dài như vậy vất vả cho con rồi. Ba mẫu à, chuyện này không trách Trường ca. Trước giờ đều là con cảm giác hắn thôi, và cũng hiểu lầm ý tốt của hắn. Mình không, con biết hết rồi sao? Chuyện liên quan đến mà bà mẫu à, tâm tư của Cố Trường ca con hiểu rồi. Không hổ là con dâu ngon của ta. Vì vâng, thật là có cảm giác được an ủi. Bà mẫu à, mình không, con chưa gả mà. Đó không phải là chuyện sớm muộn từ sao? Vậy thì nửa năm trước, lúc ta trở lại đây đã xảy ra chuyện gì? Sao Cố Trường ca đột nhiên lại xuống hạ giới? Thật sự là đi tìm cơ duyên sao? Bà mẫu à, nghe nói Trường ca từ lúc xuống hạ giới còn mới về hai nữ tử, một là Lâm Thu Hà, vừa cũng đã ở tứ cực đơn độc tộc học tập đan đạo, ngoài ra còn có một người là Tù Thành ca đã được đưa đến bên cạnh người để tu hành. Đúng là cái chuyện này sao thế? Bà mẫu à, có biết hai nữ tử đó có điểm gì đặc biệt không? Lâm Thu Hà thì ta không biết, nhưng theo cô nói thì ta chỉ biết ta bị Trường ca đưa đến đành tông mà thôi. Còn về Thành ca là ngồi sông hồ hiền thấy, tiền thân là cảnh tỳ của ma đạo nào đó. Ta tuy là đã từng thử dùng bí pháp để tra lấy lịch, nhưng mà hồn vạch của nó có vụn vặt, không nhìn ra được cái gì cả. Xem ra hệt như là điều tra của ta, Cố Trường ca Mạnh Thiệu Á cũng chưa từng quan tâm tới. May mà đã lợi dụng xong, mất đi giá trị đen đến sau một bên.
Kiếp trước Cố Trường Ca không mang theo ai về từ thượng giới, xem ra kiếp này hắn ở hạ giới chắc chắn đã có chuyện gì đó mới khiến cho hắn thay đổi. Thời gian này đúng lúc ta trùng sinh, chẳng lẽ giờ ta ghi nên sao? Cô Quỳnh, thời gian này mà cậu một trong bốn túi làm chuyện bạo ngược, không biết Quỳnh có cách gì không? Cô Quỳnh, dù sao cũng là người duy nhất từng giao thủ với người thừa cửa mà cộng, chắc là cách nhìn không giống với chúng ta đâu. À, không giấu gì trừ vị, đây cũng là chuyện mà trước giờ ta luôn nghi hoặc. Hôm đó ta giao thủ với Diệp Lăng, tùy hắn ta làm ta bị thương trọng, nhưng mà cuối cùng cũng bày ra cái bộ mà không sợ hãi, tự như là có kẻ giúp đỡ vậy. Công thân ta bị thương không nhẹ, không có sức trì kích, chỉ là bất lực nhìn hắn bỏ trốn. À, y phục vừa mà đắt, vừa qua mùa, may mà có tiền tiêu của Cố Trường Ca. Người hỗ trợ ý của Cố Quỳnh là người cớ thừa mà còn không chỉ dừng ôm mối Diệp Lăng. Theo như suy đoán cá nhân thì có lẽ người cớ thừa còn mà không chỉ là cá thể, mà nói không chừng thì đằng sau còn có thế lực chống lưng cũng nên. Chúng ta sớm cũng nên nghĩ đến người cớ thừa mà còn sự thế, có kẻ nào đã không khiến cho chịu giới hỗn loạn, xin lên làm thang, sao kẻ xuất hiện lại là Diệp Lăng? Thế này phải làm sao mới được đây? À, Vô Lượng Thiền, gần đây Vô Lượng Thiền chẳng có nữ tử nào xinh đẹp cả. Thì già chắc là vì thời gian trước Hải Vương cũng có nhiều chuyện hiểm ác, cách tỉ tiên tử thì mới không dành tới. À, thất vọng quá đi. Cố Trường Ca, với người thừa cớ mà cộng, giờ thấy tin đồn vào thời điểm đó người thừa cớ mà cộng Cố Trường Ca giao thủ với tiên cổ đại lục thì cuối cùng cũng không địch lại mà chạy trốn. Nhưng cả thế hệ người thừa cớ mà cộng lại đơn đã độc đấu, còn chưa bao giờ thất bại, thủ đoạn và ác bài tầng tầng lớp lớp. Tuy rằng thần lực của Cố Trường Ca không tầm thường, lại cái danh sừng chân tiên, nhưng mà đối hắn là có thể một mình đánh trọng thương người cớ thừa mà cộng, điều này không khỏi cái chút không hợp tình hợp lý. Mà khác thì Bạch Liệt Thần là người bị hại đầu tiên, rất có tư chất, mà vị hôn thờ giỡn gì của hắn lại có thể bên cạnh Diệp Lăng cuối cùng vẫn còn sống sót, cũng không thể đơn giản, mà bởi vì đối phương hàm muốn tư sắc của cô ta vậy. Mà vấn đề một chút là chuyện này là phát sâu, phát sinh đều quá mức tự nhiên, tự như là có người đã viết xong kịch bản từ lâu. Nhưng mà những nhân vật xuất hiện kia chỉ là diễn viên được sắp xếp từ trước. Diệp Lăng thân là nhân vật chính ở trong chuyện này, dường như là luôn bị người ta dắt đi, nhưng mà giống mì kia lại có tác dụng không thể nào thiếu ở trong đó. Mà hiện tại cô ta và Cố Trường Ca lại thân thiết như vậy, người khởi xướng sầu lưng cũng có thể chính là Cố Trường Ca. Dù sao hoang toàn bộ sự kiện trung tâm, người được lợi nhất thì chính là hắn. Chỉ mong suy đoán của ta là sai, nếu không thì vọng vì thế lực liên quan đến chuyện này sẽ quá mức khủng bố. Chà, Sở Bàm, gần đây ngươi bị làm sao vậy? Ngay cả Tiểu Bạch còn cho ăn linh thảo cũng không nhớ rõ. Ta biết rồi, sao nhị tỷ, lần sau nhất định sẽ không. Nghĩ tốt nhất là nghiêm túc một chút đi, nếu không có tỷ thự thì không có biết chích đối ở cái xó nào từ lâu rồi. Hôm nay ta lại có thể lưu lạc tại đến ruộng đất bị một tiểu nhân hoàng hoạt lớn, đổi lại là trước kia thì lối tiếng ti này lại dám nói chuyện với ta như vậy. Hiện tại ta chẳng những linh hồn bị trộm đổi, ngay cả thợ ngôn chi binh phụ hoàng ta tự mình đúc cho ta cũng không thấy, bây giờ không khác gì một phế nhân. Không đúng, ta vẫn còn cơ hội, ta chỉ cần tiếp xúc với tiên hoàng Sơn Sinh Linh thì sẽ có thể chứng minh thân phận của ta và trong cái tên hàng giả kia, tiên hoàng Sơn. Sở Phạm, ngươi lại nói thầm cái gì vậy? Còn cái gì mà thiên hoàng Sơn, đầu của ngươi bị lừa đó rồi sao? Đó là nơi mà ngươi có thể tùy ý nói ra sao? Ngươi còn nằm mơ thiên hoàng thành thiên hoàng tử ư? Si tình vọng tưởng cũng phải có mức độ chứ, ngươi phải luôn nhớ kỹ thân phận của mình. Thiên hoàng Sơn à? Sở Phạm gần đây cũng không biết làm sao, hành vi kỳ quá, không nói ở trong miệng luôn nhắc tới thái cổ thiên hoàng Sơn,
thản nhiên tiên hoàng. Nhưng mà cũng thật thú vị, chờ sau khi nhìn thấy chủ nhân thì có thể cùng hắn nghe một chút. Cái ca, nghe nói quên định xuất thế ư? Thiên hòa nữ Doanh Ngọc. Làm sao? Có gì đề gì à? Vấn đề. Nhưng mà theo suy diễn của phụ thần thì thời gian xuất thế của chúng ta ít nhất phải là trước và sau khi thành đạo lộ diện xuất hiện. Nhưng không sao, nếu là chuyện cài quyết định thì ta nhất định tự nhiên sẽ theo huynh. Chứ dù là thiên hoàng nữ, so với người thì cũng ám đạm thật sắc. Khi ta còn là một tên sai vặt thì ngươi tự như là mây trên trời mà ngọn cỏ không bao giờ vơi tới. Giọng mì, ta biết cô đối với ta không chỉ là xuất phát từ đồng cảm, cô đối với ta mà nói là nhất định không giống với người thường. Chỉ là ngại thân phận lúc trước của ta, cô mới không thể bị lộ quá nhiều. Những thứ này ta đều hiểu. Sắp rồi, ta sẽ lập tức có thể đường đường chính chính đứng trước mặt cô, mở ra khúc mắt ở trong lòng cô. Cô muốn khôi phục nguyệt cảnh thiên hộ nhân tộc, vậy thì ta sẽ giúp cô thực hiện điều đó. Bởi vì hiện tại ta đã trở thành người có thân phận cao quý nhất của thái cổ hoàng tộc. Ca. Tiệc mừng thọ cố già Gión Mi chờ ta. Tì nhị, ngươi gọi ta ra đây là có chuyện gì sao? Mình con tì tì à, hôm nay ta ở trong gia tộc điều tra về cố trường ca, hình như thực sự phát hiện ra một ít manh mối. Cái gì? Từ sau khi cố trường ca ra đời, thì ba đứa đẻ ngay đó và những người biết chuyện sớm đã chẳng biết đi đâu. Mà hiện nhiên những chuyện này có ấn tình ở trong không thể cho ai biết. Ý ngươi là lúc trường ca hắn sinh ra thật sự đã xuất hiện vấn đề. Trường ca thuần mạng ma công, ngoại trừ bá phụ ma mẫu thì hắn chỉ cố ta biết. Nhưng mà mọi người đã biết ma công lầu thiền tu luyện mà thành, tiên đà hòa loạn thiên hạ. Cho nên rốt cuộc bọn họ đang che giấu cái gì đây? Ta vẫn cảm thấy lúc trước trường ca thất chính đạo cốt của ta, ta đã được lên kế hoạch từ trước, nhưng lại không thể làm. Hình như là hắn có điều gì đã khó nói đối với ta mà lại rất nhiều cảm xúc ấy nấy. Nghĩ với cái góc độ khác, thì hắn dựa vào việc này mà khiến cho ta cảm ghét hắn. Trong lúc đó, còn làm ra ba cái giả không vẻ lạnh lùng với ta. Cũng nhất định là có ý định ma luyện ta. Thì nhị à, nếu như ta nói cho người biết, kiếp trước ngươi chết thảm, thì ngươi còn có thể nghĩ như vậy không đây? Nhưng mà bây giờ ta vẫn còn rất kẹp hắn, hắn nhất định là sẽ rất thất vọng. Chú ý thì nhị tấn công, giá trị thiên mệnh tăng, khí vận giá trị tăng. Thì nhị á, lúc trước sư tôn đã từng nói cố trường ca trời sinh ma tính, nhưng mà sau khi hành động, giọng nói của hắn giống như là mà không phải mà. Trời sinh ma tính á? Rất nhiều thứ đoạn chứa trời sinh ma tính, bao gồm cả tiên ma thiên hồ, tiên thiên ma khí. Hắn là bị cái gì ảnh hưởng do đó mới tu luyện ma công đây? Là đang nói xấu ta cái gì đây? Điệt lắm nhà, ta bận trước bận sau, chưa được nghĩ ngợi cái tiểu nào mà các người lại ở đây lại biến cố trường ca. Ta còn có việc đi trước, tạm biệt. Mình không. Hiện giờ thiên kia các giới đều tựa đến, cô không quyết định giúp vị phụ bài ô danh nặng hay sao? Ta phải giúp như thế nào đây? Hiện giờ thiên kia trẻ tuổi tụ tập lại đến đây, thực lực thì đều yếu đuối, căn bản là không thích hợp về vị phụ gánh nồi nhân tuyển. Chỉ sẽ rất nhanh người của nhân tổ điện sẽ tìm được vị phụ đến lúc đó. Vị phụ mà chết thì cô coi như là tên võ phụ đó. Võ phụ? Sao lại không tìm thấy chứ? Bên kia không phải là có một người ra tốt sao? Ồ, thì à, có quên bọn họ hình như đang nhìn tí thì phải. Ngạc nhiên là cái gì? Khi chất của tỷ xuất chúng như vậy, bởi nghiệp huynh không chú ý đến cũng rất bình thường. Chỉ là không ngờ cô ta lại rộng rãi như vậy. Nhìn xem cô ta thích hợp thế còn gì. Nếu như không phải bị thân phận của cô ta, cũng quá thật là rất thích hợp. Thân phận? Bối cảnh của cô ta không phải là vương gia sao?
Vương tử à, không, cô ta là truyền nhân của nhân tổ điện, chìm ra mình không cũng không biết. Cái gì? Truyền nhân của nhân tổ điện? Chìm ra, trong ký ức kiếp trước của mình không, truyền nhân của nhân tổ điện cũng không phải là Vương Tử Khâm mà là một người khác à? Như vậy thì truyền nhân của nhân tổ điện chỉ sợ không chỉ có một người. Chết tiệt mà, kịch bản đời này lại càng ngày càng lệch khối quỹ đạo nhiều như vậy sao? Hoàn toàn thoát khỏi vào lòng bàn tay của ta rồi. Ừ, để coi coi, tính coi. Vương Tử Khâm không được, Trường Ca Ngụy có thật con nhất từ trên người mấy vị quái thai cổ địa ở thân hạ thủ kia. Bất Tủ Hồ đã từng đại là đại thiên kiều, châu tước nhất tộc, niềm phòng hóa đạo tử, hoàng kim kỳ lân nhất tộc, quá trời. Ôi, mình không lương thiện, lương của ta đi đâu rồi? Xem ra đây là dự định thông đồng cùng vị phù lâm bảy rồi đó nha. Ta thích con người hiện tại của cô hơn. Việc này cô không còn phải lo lắng, ta tự có biện pháp giải quyết. Ừ, ngược lại là cô, khi nào có thể hoàn toàn thẳng thắn với ta, đến bí mật trùng sinh cũng nói cho ta biết đi. Phần thưởng kia còn rất nhiều. Phát động khi vào dị tử, phàm nhân đột xá cường giả lù. Hả? Phàm nhân đột xá cường giả lù à? Lúc trước chưa từng thấy hệ thống nhắc tới cái loại này. Chẳng lẽ có cái gì đặc sắc thù sao? Ồ, đúng lúc ta đi còn người gánh vài cái nồi rồi. Chín mươi hai.